Rồi dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác. Thì hôm nay bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái vỉ mạch lọc nguồn. Vỉ này là vỉ bãi Mỹ Xịn của hãng Emerson, tải là 9A, 3 tầng lọc. Mà hôm nay bên em về thêm được cũng khá khá đây. Thì hôm nay bên em về tổng cộng là gần 100 vỉ. Đấy. Thì cái vỉ này chất lượng của nó cực kỳ tốt, giá thành của nó cũng khá là rẻ. Và quan trọng nhất ấy, nó lọc cực kỳ sạch điện các bác nhá. Lọc rất là sạch điện luôn. Đấy. Thì hôm nay bên em cũng sẽ làm clip test để cho anh em xem luôn. Vì lâu rồi bên em cũng đã không quay clip test. Cái vỉ này thì bên em về nó cũng khá là thường xuyên. Cứ tầm khoảng đôi ba tuần lại về được một mớ như thế này. Thì cái clip test ấy, thì bên em test trong cũng rất nhiều clip rồi. Thì bên em sẽ lại quay chi tiết và báo giá nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em số điện thoại kia. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em. Tính đến cái thời điểm hiện tại thì cái vỉ này bên em bán ra thị trường thì không biết là bao nhiêu rồi. Không biết là bao nhiêu rồi các bác ạ. Vì cái vỉ này thì nó lọc rất là sạch điện. Mà giá thành cũng rất là rẻ, cho nên gần như anh em nào cũng chơi được. Vỉ này là vỉ bãi Mỹ Xịn Emerson. Tải nó 9A các bác nhá. Nó có 3 tầng lọc này. 1, 2, 3. Đây Emerson đây. Emerson Emerson. Mình cứ đọc Emerson là như vậy. Thằng này đấu nối rất đơn giản. Đây chính là hai đường điện vào. Đấy. Còn đây là hai đường điện ra. Thì em cứ nói nhanh là đầu to là vào, đầu bé là ra. Vỉ này thì nó có những cái đế cao su ở dưới như thế này để nó cách điện. Đây các bạn nhìn này. Cái lỗ này là để người ta bắt vào máy này. Đây là vỉ tháo máy mà. Đây anh em, đây nó tháo máy này. Tháo máy nó cắt vội, nó cắt luôn cả dây này. Có những vỉ thì nó sẽ bong cái dây này ra. Còn có những vỉ nó sẽ còn dây như thế này. Nên nó cắt vội các bác nhìn này, nó cắt vội luôn, nó cũng chả có rút rắc gì cả. Nhiệm vụ của em là lấy về và test kiểm và bán ra cho anh em. Nhưng mà đây là vỉ Mỹ cho nên nó lọc cực kỳ sạch điện và hàng của nó cũng rất là rẻ tiền. Đấy. Đảm bảo anh em nào cũng chơi được thôi. Cái vỉ này thì anh em chỉ cần nhìn qua chất là biết này. Đấy. Cái này nó có đổ keo và cái keo này em thấy nó đổ nó phía dưới thì nó như nhau nhưng mà cái phía trên này thì nó đổ nhiều khi là nó cũng kiểu nó bắt vào máy nó đổ trên máy ấy. Cho nên là nó không có tương đồng nhau đâu, có nghĩa là nó đổ không có con nào giống như con nào. Cho nên hàng bên em lấy về anh em lưu ý là thực sự thì đây là hàng bãi. Thì em thấy đây là hàng bãi mà chất lượng nhà thì em thấy là quá tốt rồi. Còn anh em nào mà đòi hỏi nó phải siêu phẩm đẹp mà mới cứng thì không có, bởi vì đây là hàng bãi nó tháo từ máy ra mà các bác. Không thể có chuyện mới cứng được. Đấy. 3 tầng lọc tải là 9A. 9A thì anh em đừng nghĩ là nó là bé nhá. 9A nó tương đương với là 1800W, là 1,8 kg đấy, không nhỏ đâu. Anh em thấy con đi của bác 2-300W nhưng mà thực ra chỉ tầm khoảng 1,5A thôi, 1A đến 1,5A thôi, hoặc là 2A thôi chứ không lấy đâu mà nhiều. Mà trong cái bộ dàn âm thanh thì cái âm đi là công suất là ăn to nhất rồi. Còn mấy con CD equalizer rồi mic vang nhại thì mấy con đấy nó nhẹ quá lắm. Mấy con đấy nó chỉ là khách, nó chỉ là mấy cái dòng tín hiệu nhỏ, nó chỉ có vài chục watt một con thôi, không tính tiền mấy cái đấy. Em chỉ quan tâm âm đi thôi. Đấy. Hàng quá đã luôn. Thì ship hàng thì bên em sẽ cố gắng lấy nha anh em, những cái vỉ mà phía dưới đế cao su còn ngon. Đấy. Còn phía trên này anh em thấy ở đây này. Con này ví dụ nó có hai đế cao su thôi, hoặc thực ra cái đế này nó chỉ che thôi vì nhiều khi là nó không có đế cũng được, không có đế phía trên cũng được, chả sao. Cái đế phía dưới thì có thì sẽ ok hơn vì anh em sẽ đặt lên cái nền cái gì đấy, nền gỗ để biết có cách điện thì nó sẽ an toàn hơn. Cái vỉ này thì bên em bán với cái giá rất là rẻ, chỉ 170.000 một vỉ mà bên em bao ship cho anh em. Lưu ý là hàng bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và bên em có bảo hành cho anh em. Nó lọc rất là sạch điện luôn. Anh em theo dõi clip thì anh em biết rồi. Đây em làm test lại cho anh em vì thực ra thì cái vỉ này em test rất là nhiều rồi. Test nhiều lắm rồi, cho nên nhiều khi test đi test lại nhiều nó cũng chỉ đến vậy. Đấy. Đây cái máy đo đây. Cắm vào nguồn điện nhà dân. Đây thì nó kêu đây, chỉ số đang là 183 184,2,1 đây này. Đấy. Điện đang cũng rất là nhiễu. Đấu nối rất đơn giản thôi. Đây anh em nhìn kia vỉ mạch em đấu nối.
chỉ có đúng hai cái dây điện vào đây, cái phích cắm này, cắm vào cái vỉ này đấy. Còn đầu ra thì câu ra ổ cắm đúng như này. Đây các bác nhìn hình dung ra các bác biết ngay. Trước em bán cho mấy bạn con gái là chơi audio người ta về còn đấu được. Thế mà có một vài bác bảo không biết đấu, tải thật nó rất là dễ luôn. Đây là hai cái đầu vào đây, hai đầu ra đấy, xong. Đây em sẽ cấp điện cho con lọc đây, cắm vào đây. Đấy. Rồi khi điện điện nó có đèn sáng này, có đèn sáng này. Cắm vào. Đấy, nó xuôi có 0,02, 0,1, 0,03. Thực ra thì dưới 1 đã là sạch lắm rồi. Nó 0,0 mấy. Nói chung là lọc nguồn anh em cứ thấy lanh quanh là 0,02, 0,03, 0,04, rồi 0,5, 0,6, 0,7. Thì thực ra thì đây là cái chỉ số nó sạch quá rồi. Anh em cứ bảo phải kiếm cái con nào về không. Thực ra thì cái máy đo của em nó kịch kim nó về là 0,02 rồi, không xuôi nữa. Là sạch lắm rồi. Thực sự thì cái tiêu chí mà lọc nguồn điện sạch nó dưới 10 cũng đã là trong thang điện sạch rồi. Mà đây thì hàng của em toàn dưới 1. Dưới 1 cũng nghĩa là 0,0 mấy ấy. Đấy. Cho nên là những anh em nào mà có đòi hỏi mà em thấy mà nó cảm giác nó quá là thông thường là bên em sẽ thôi không bán, vì em thấy nó vô lý quá. Đây này, cắm vào đây này. Đấy. Đây là điện nhà dân, cắm thẳng vào. Sau khi cắm lọc đây, rút ra, cắm lọc vào. Có điện cắm vào đây. Đấy, sạch ngay thôi, cứ 0,02, 0,3 là tuyệt vời rồi. Đấy. Nhiều khi thì cái vỉ này nó có 170.000 một vỉ thôi các bác ạ. Nó còn trả bằng cái bữa bia thôi. Nhưng mà nó cung cấp cái nguồn điện sạch cực kỳ tốt cho anh em. Cái này thì anh em về có thể đấu riêng cho một nguồn điện. Đấu 100, 220, 110 đều được. Và anh em đấu cho mỗi thiết bị một con cũng được. Bác nào mà chịu khó đấu ấy, đấu mỗi thiết bị một con thì bao ngon bao phê luôn. Đấy, bao ngon bao phê luôn. Còn hàng thì bên em thì vẫn bảo hành cho anh em. Và bên em vẫn là hàng, chắc như anh em nhìn hàng này chắc chắn là xịn rồi. Hàng thang máy Emerson thì không phải bàn rồi. Còn em chỉ nói cái vấn đề là đây là hàng bãi. Hàng bãi có nghĩa là gì? Nếu mà mình nói đây là hàng bãi gọi là mang tính chất gọi là còn lịch sự. Còn nếu mà bãi đây có nghĩa là gì? Đây là bãi rác, bãi vứt đi. Đấy, có nghĩa là bên nước ngoài người ta không sử dụng nữa. Thì người ta thải ra người ta vứt đi. Xong là có ông gom lại cái đồ bãi Nhật, mình bên rác Nhật nó vứt bừa đấy, nhưng mà mình lấy về mình bán. Nhưng mà đồ của nó vẫn rất là tốt, các bác biết những điều hòa bãi Nhật bãi nước cái thứ xài có khi nó hơn hàng Việt Nam rất là nhiều. Thì tất nhiên là mình kém người ta thì mình xài này thì nó thì cũng là ok, mà giá nó tốt thì cũng là ok rồi. Cái lọc nguồn này thì các hãng audio ấy người ta cũng sản xuất rất là nhiều, nhưng mà em khẳng định các bác không mua được đâu. Thì nó toàn loanh quanh 15-20 triệu là rẻ rách nhất rồi. Vài chục triệu, trăm triệu cũng có, sao mua được. Thì mình chơi những cái này thôi. Thế nha các bác nha, 170.000 một vỉ. Bên em bao ship cho anh em. Anh em lấy nhiều chút em ship một thể, vì nó chả phải là đắt. Nó có 170, rẻ bèo. Nói chung lưu ý không mặc cả nhá. Bác nào mặc cả, em đã bán những cái này em ngại mặc cả. Mới cả phải là tìm cho anh con nào nó phải đẹp như mới, hoặc như này, xong là có lúc mình gửi tìm con rất là đẹp đẹp nhất rồi gửi đến, xong là vẫn móc những cái như kiểu là anh thấy có một vết gợn, một vết xước này nọ, thực sự như vậy không bán được. Đấy, anh em lưu ý nhá, vì cái này em nói cái này là chân tình, vì em bán là em bán em quay clip. Thực sự thì có bác những mua hàng chụp ảnh, nó thật chụp ảnh, em chụp ảnh những cái này mà em mà chụp ảnh nó đẹp cực kỳ luôn, vì chụp ảnh nó qua cái khâu chỉnh sửa nó làm không thấy rõ những cái xước sát. Còn đây em quay clip thì không chỉnh sửa được, thì nó hàng như nào thì đúng như vậy các bác nhận được. Cho nên em bán hàng em vẫn thích quay clip hơn. Nhưng mà nhiều khi mình bán với cái đang bán với cái tâm thế là ui hàng mình đẹp, giá tốt mà hoạt động tốt này rồi, mà đến gặp phải vấn đề cứ chê bai móc máy những cái không đâu thì rất là khó chịu. Đấy. Thì vì bây giờ em cũng khá là bận cho nên là em không có thời gian để giải quyết vấn đề đấy. Thì anh em nào có nhu cầu cứ alo em số điện thoại kia hoặc nhắn tin cho em được. Đấy. Em thông cảm nhé, em có gì em nói vậy vì em bán hàng, có gì em sẽ nói thẳng luôn để anh em vào việc nó dễ, nó đỡ mất thời gian đôi bên các bạn.
cho nên hàng hóa bán toàn báo giá luôn, chứ không không có alo inbox mất thời gian đó. Mình bán ấy luôn, thẳng thắn luôn cho nó nhanh, đỡ mất thời gian alo inbox. Mình cái đấy là cái em ghét nhất, alo inbox. Thực sự thì những ai mà bán ví dụ hàng mà đa số alo inbox thì bán rẻ mấy em không mua, nói thực sự luôn, mất thời gian. Rồi, xin kính chào tất cả mọi người nhé.